Hi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cố vấn Pháp Lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, kênh sẽ trao đổi với mọi người một số vấn đề liên quan tới dự kiến Bước trợ cấp đối với thương binh 304 từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì để lại cho kênh một like cũng như đồng một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì thương binh hạng 3 hay thương binh 3 trên 4 được hiểu là thương binh mất từ 41% đến 60% sức lao động do thương tật, mất khả năng lao động ở mức trung bình. Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có đề xuất từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng thêm 29,2%, tương ứng từng mức 2 triệu 055 000 đồng một tháng lên mức 2 triệu 655 000 đồng một tháng. Nếu đề xuất này của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được thông qua, thì mức trợ cấp ưu đãi, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng. 29,2% từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 so với mức trợ cấp phụ cấp hiện hưởng. Đồng nghĩa, mức trợ cấp hàng tháng đối với thương binh hạng 3 cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng. Nếu được điều chỉnh tăng thêm 29,2%, thì mức trợ cấp hàng tháng đối với thương binh hạng 3 trên 4 sẽ dao động từ mức 3.491.000 đồng một tháng đến 5.107.000 đồng một tháng tùy vào tỷ lệ tổn thương cơ thể, cụ thể như sau. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 41% sẽ tăng từ mức 2.702.000 đồng một tháng lên mức 3.491.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 42% sẽ tăng từ mức 2.766.000 đồng một tháng lên mức 3 triệu 574.000 đồng một tháng Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 43% sẽ tăng từ mức 2 triệu 829.000 đồng một tháng lên mức 3 triệu 656.000 đồng một tháng Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 44% sẽ tăng từ mức 2 triệu 899.000 đồng một tháng lên mức 3 triệu 746.000 đồng một tháng Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 45% sẽ tăng từ mức 2 triệu 965 ngàn đồng một tháng lên mức 3 triệu 831 ngàn đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 46% sẽ tăng từ mức 3 triệu 031 ngàn đồng một tháng lên mức 3 triệu 916 ngàn đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 47% sẽ tăng từ mức 3 triệu 095 ngàn đồng một tháng lên mức 3 triệu 991 ngàn đồng một tháng thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 48% sẽ tăng từ mức 3 triệu 161 ngàn đồng một tháng lên mức 4 triệu 084 ngàn đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 49% sẽ tăng từ mức 3 triệu 229 ngàn đồng một tháng lên mức 4 triệu 172 ngàn đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 50% sẽ tăng từ mức 3 triệu 293 ngàn đồng một tháng lên mức 4.255.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 51% sẽ tăng từ mức 3.361.000 đồng một tháng lên mức 4.342.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 52% sẽ tăng từ mức 3.427.000 đồng một tháng lên mức 4.428.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 53% sẽ tăng từ mức 3 triệu 490 000 đồng một tháng lên mức 4 triệu 509 ngàn đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 54% sẽ tăng từ mức 3 triệu 557 000 đồng một tháng lên mức 4 triệu 596 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 55% sẽ tăng từ mức 3 triệu 624 000 đồng một tháng lên mức 4 triệu 682 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 56% sẽ tăng từ mức 3.691.000 đồng một tháng lên mức 4.769.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 57% sẽ tăng từ mức 3.753.000 đồng một tháng lên mức 4.849.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 58% sẽ tăng từ mức 3.821.000 đồng một tháng lên mức 4 triệu 937 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 59% sẽ tăng từ mức 3 triệu 889 000 đồng một tháng lên mức 5 triệu 025 000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 60% sẽ tăng từ mức 3 triệu 953 000 đồng một tháng lên mức 5 triệu 107 000 đồng một tháng. Như vậy là kênh vừa trao đổi với mọi người xong. Các thông tin liên quan tới dự kiến về mức trợ cấp đối với thương binh hạng 3 trên 4 từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nếu như mà một người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với kênh nhé.